Nè, nói nghe nè, tôi Quảng Ninh rồi nha. Đây đây. Dạ vâng đây. Hai qua. Mình đang ở đây. Chùa Hoa Yên. Tháp Tổ vâng. Đây. Mình đi qua bên cáp treo đây. Ừ. Xong cáp treo lên đây, à. Đi bộ qua đây đi lên chùa Đồng. Thấy không? À. Dễ mà. Giờ đây 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 để con chỉ cho. Bây giờ hỏi có giờ kịp đi xuống không? Tại đến tao vẽ ngắn thôi chứ không có vẽ nguyên. Bây giờ 3 giờ rồi. Ừ. Bây giờ đây nè. Đi bộ qua bên ca cấp treo. Bây giờ nè, như vậy nè. Mình nè, nói nghe nè. Mình đi chơi mà. Phải không? Gấp sớm muộn không quan trọng, mình đi chơi mà. Vâng. Chơi mà, chỗ nào cũng chơi. Dạ. À, đi chùa chơi. Vâng. Còn hơn là xuống biển chơi, muốn đâu. Dạ. Đi chùa chơi, dạ. Đi. Ok. Đi dạ. Đi chùa. Đi chùa đâu? Đi. Ở đây mình cố gắng lên đến đỉnh chùa Đồng. Học Nguyên ơi, à, bóp giùm cặp giò cho bác coi. Đi, đi chơi. Có sức cả nha. Được, nhưng mà không biết có sức ghé vô không. Hết sức rồi. Hết sức rồi. Nó chơi bằng xuống. Dạ. Đi ạ. À. Chạy khác đi khác ạ. À. Đi thầm mưa. Cố tình. Vâng, tiếp theo mình đi lên đây là chùa Một Mái ạ. Uh-huh. Vâng, trong ngôi chùa Một Mái thì trước đây Đức Phật Hoàng để sách kinh Phật. Yeah. Và đặc biệt là trong này thì có 12 bức tượng Phật cổ. Ừ. Vâng. Và ở trong thì có một cái gọi là giếng Phật Hoàng. Uh-huh. Yeah. Nhà mình muốn xin một chút cái nước ở trong này về để mình có thể rửa mặt để cho tinh thần được sảng khoái. Theo tục truyền rằng đây là giếng nước mà đã dùng để nấu trà, nấu cháo. Dạ. Rồi bây giờ thì mình lên mình uống cái nước. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn. Xin nguyện là đi đâu cũng được nhiều may mắn và được nhiều sức khỏe. Mọi người đang muốn lên chùa Đồng đấy. Cái giếng nước trong và cái miệng giếng nó nhỏ như là cỡ cái thau nhỏ bình thường mà nó hơi dài thôi.
Dạ. Mình có cái chai nước không nhé? Mình có chai nước không? Có cái chai mình uống dở rồi. Vấn đề là mình thấy mình thấy một chút nước mình về. Dạ vâng. Dạ. Mấy khi đi đến đây đâu? Dạ vâng. Mai là 2 độ. Sáng nay là 2 độ. 2 độ. Vâng. Cảm ơn. Theo tục truyền là mình vái xong uống 3 chung nước thì được sức khỏe tốt hay là được mọi chuyện bình yên. Đó là sự cầu nguyện. Cái đó có không chưa biết. Nhưng cái hiện tại mà hạnh phúc nhất, leo lên khát nước qua uống nó đã khát. Phải không nè? Cho nên đừng nghĩ xa xôi. Nghĩ đầu tiên, uống 3 chung nước, không đủ thì 5 chung cho nó đã khát. Nha. Rồi tú vô. Cái 3 chung nước này không phải là xin được sức khỏe, mà trừ đi những cái tội lỗi đã gây ra nữa. Chú xin tiền để mà cái gì vậy, uống nguyên bình bự vậy đó hả? Được. Cảm ơn công đức. Ngồi đây hướng dẫn du khách cũng là công đức vô lượng. Đây có cái bác hướng dẫn viên này, bác rất có tâm này, nhiều người đến đây là dẫn thẳng lên luôn. Nếu mà đã gọi là về Yên Tử là người ta thứ nhất là về tháp tổ, tức là hệ Kim Quang Tháp đấy. Thứ hai là về Hoa Yên là chùa cả chùa chính, và thứ ba là về chùa Một Mái này. Thì mới gọi là tìm về cội nguồn về Yên Tử. Chính cái bác hướng dẫn viên rất quan tâm luôn đó. Thì bác cái thứ nhất là mình đến đây nhiều người là người ta rất mệt mỏi, và đây cũng cái nguồn nước giếng của Phật Hoàng giải khát cứ nghĩ bình thường rồi. Vậy bây giờ không cần biết là nó đúng rồi hay không ạ, không biết là đấy vấn đề nó là năng lượng hay tâm linh gì đó, mà chỉ đó là giải khát. Vừa rồi nói chơi mà trúng thiệt đó. Dạ đúng rồi, lên đây khát nước quá, mua nước đâu là nếu có phải may mắn hay không may mắn hay không hay là gì đó, tâm sáng khoái thì làm cái việc gì nó cũng thành công. Nhưng mà biết đâu nó là may mắn thật. Dạ, vâng. Nếu bây giờ mệt lên đây không uống nước, rồi lại tiếp tục đi, nhiều khi thiếu nước, nhiều khi nó bị những chuyện xảy ra mình đâu biết được. Có thể nhờ những giọt nước này mà giúp cho mình được bình an đi tới hoặc đi lui. Rồi đó là may mắn. Cảm ơn. Bắt tay được không? Xin bắt tay. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ mình tiếp tục đi lên. Và nhờ những giọt nước này, mình có nhiều sức lực hơn để mình tiến bước. Nha. Đi tiếp. Dạ, cảm ơn nha. Dạ vâng. Dạ. Cầm đi, giờ không còn ai nên nữa rồi. Dạ, để cho ngày mai người khác. Không còn ai nên nữa rồi. Chú cầm đi, nếu chú mà lấy thì lại cầm. Vậy đưa chị này nè, đưa chị này đi, giúp cho chị này cầm cái cây. Dạ. Mình còn sức mà mới trai trẻ mà. Nhắm đi được đâu mình đi. Lên đấy thì mình không lên được đỉnh thì mình xuống. Vâng. Đấy, cái tâm mình cứ đi tới thôi. Dốc ghê không? Dạ. Vâng. Thực sự đi lên đó. Vâng. Nó không nguy hiểm bằng đi xuống. Dạ vâng, đúng rồi. Đi xuống mà mình không kềm được là mình tụt luôn, nó té. Vâng. Mà nó hay bị trượt cái chân. Dạ. Dạ. Đừng bao giờ ý sức khỏe của mình mà chạy nhảy không có giỡn đâu. Vâng. Trừ hao. Hôm trước con cũng chủ quan nên là xách cái vali hai, size 28 cho khách. Bị trượt cái chân, con bị lệch cái đốt sống lưng. Thấy chưa? Phải mất gần 20 ngày nó mới đầy. Đi nắn lại. Bây giờ nè, áp dụng cái phương pháp đi chữ bát. Vâng.
Đi cái chân chữ bát sẽ thấy rằng cái bước chân của mình vững chắc. Vâng. Bình thường đi như thế này là không vững chắc, đi bắt chân chữ bát nè. Vâng. Đó. Quay sang hai bên. Nè. Hoặc là mình đi cái chân nó chéo chéo sang như này. Ok. Bây giờ thấy lợi hại của bước chân chữ bát chưa? Vâng. Đúng nè, cho đến giờ phút này đó, cái người 70 tuổi mà đi được gì là ráng lắm rồi. Nhưng mà trong cuộc đời đâu phải gì là mình dừng chân được, nó có những cái cần ráng hơn nữa mà. Phải ráng thôi. Ráng sống. Ráng sống để làm được nhiều hơn nữa những cái mình muốn làm. Không phải cho mình, đây rồi cũng chết mà. Làm cho xã hội. Thương không? Cái này đi hơi dốc lên ha. Dạ, hoàn cảnh chỗ này dốc. Cái này hệ thống mới. Dạ, nó hệ thống mới. Đi nó khác hơn cũng nhiều. Dạ. Nhanh hơn. Dạ. Tốc độ. Dạ. Khi mình leo lên những cái bậc thang, vâng, mỏi chân, mệt, thở hổn hển, thì đến lúc ngồi cái cáp treo, mình mới thấy nó quý giá. Ừ. Tưởng tượng bây giờ từ dưới lên trên này, vâng, bậc thang dù có thưa, thôi thì không làm bậc thang, làm đi vòng vòng đi. Vâng. Đi cũng mệt lắm. Vâng. Trước đây khi mà người ta chưa làm những cái bậc đá, đấy, là phải đi thôi. Đi bằng cái đường đất. Mà nếu như ở trên này thì thường xuyên là cái độ ẩm nó lớn, nó mây mù và nó mưa phùn, nên là cái đường đi rất là trơn. Cho nên lúc nãy cái anh mà ở dưới gọi là phủ từ ở dưới cái chùa một mái ấy, anh ấy đưa cho gửi cho chú cái gậy để mục đích chính là những cái người mà thông thường là những người cao tuổi đi thì sẽ chân sẽ yếu hơn, sẽ cần phải thêm một cái để vịn nó đỡ. Hoặc là sử dụng cái cây đó để mình chống mình đi. Nhưng mà nếu hồi nãy chú cầm cái cây, yeah, đi trước mặt mọi người, vâng, một cụ già 70 tuổi, yeah, cần cái gậy tre, yeah, mặt mũi để chỗ nào, yeah, cũng còn tự ái chút nữa. Nó chơi cho vui. Nếu mình đi không nổi mình dùng cái cây, yeah, nhưng mà mình nghĩ cái sức mình có thể đi được, yeah, vâng, hay nhường cái cây khác đó cho chị Lan. Yeah, vâng. À chị Lan hồi nãy, yeah, vâng. Mình còn đi được, yeah, nếu không được là chú nói no, yeah, còn vâng đi được, yeah. Đâu biết được, nhờ đi như vậy mà tối nay về ngủ ngon. Dạ vâng. Nhờ đi vậy mà máu huyết lưu thông. Dạ vâng. Có thể một cái chỗ nào nó nghẽn ở trong mạch máu, mình có thể sắp sửa bị stroke. Dạ. Mà nhờ đi ngày hôm nay, vâng, nó bung cái đó ra hết stroke. Vâng. Đâu có biết được. Dạ vâng. Thì thí dụ bác sĩ tình cờ khám, trời may quá, đúng ông phải bị stroke mà tại sao không bị. Dạ. Thì ra mình biết cái kết quả, vâng, bao giờ cũng có nhân có quả. Dạ. Nhờ mình đi chuyến này mà mình không bị stroke. Dạ vâng. Đi đấy các bạn, nếu đến với Bắc Ninh hả? Quảng Ninh. Quảng Ninh, vâng, thấy không? Kêu không quen tại vì chưa biết nhiều. Vâng. Đi đến Quảng Ninh, nên không phân biệt Phật giáo hay là Công giáo, đừng phân biệt cái đó. Phải nghĩ rằng đây cái đất nước Việt Nam, vâng, một cái nơi có tôn thờ vị vua, vâng, mình đi thăm viếng cái coi như tiền nhân, vâng, những người đã có công của đất nước mình. Vậy thôi. Trước hết đi cho sức khỏe mình. Dạ vâng. Thương quá. Ồ, bảo tháp đây rồi. Là từ tháp đây mới lên chùa trên kia phải không? Cái kia là ngôi chùa phải không? Dạ. Bên là trên kia? Không. À, trên đó mới là chùa. Đỉnh nha chú. Đỉnh trên kia. Vâng. Dạ. Đây là chùa Đồng. Còn cái phía núi, phía bên tay, chú nhìn phía bên tay phải mình nhé. Ở phía bên kia, uh-huh, đó là phía Tây Yên Tử. Thế thì cái dãy núi Yên Tử này, này cái cánh cung Đông Triều này nằm ở phía mặt phía bên này. Uh-huh. Đó là Đông Yên Tử thì nó thuộc về tỉnh Quảng Ninh.
Còn phía Tây Yên Tử phía bên kia là thuộc về tỉnh Bắc Giang. Như vậy mình đi tha cáp á, mình không có ở đây là cái chỗ cáp mà phải không? Dạ vâng. Khi đi xuống à. Cái cáp đấy là cáp trước thì mình sẽ đi vào cái lối đó để mình cắt ra cái chỗ Đức tượng Phật Hoàng Chiến Tông phía bên kia, chú nhìn phía bên tay hướng 10 giờ. Hướng 10 giờ đấy là tượng. Ô tượng trên này. Đó là cái tuyến tháp cáp cũ, là mình sẽ đi lên tới cái chỗ bảo tháp này, mình rẽ tay trái để mình đi lên khu vực đấy tượng An Kỳ Sinh. Còn đây là cái tuyến cáp mới này thì mình sẽ đi thẳng lên một chút để mình đi lên chùa Đồng, nó ngắn hơn được một đoạn. Thì lát mình xuống thì mình sẽ xuống hướng lối phía bên kia để mình đi qua khu vực tượng Phật. Mình nhìn trông như này rất là gần thôi, nhưng mà để lên chỗ uống nhà ga phía trên là mình đi lên là cũng phải mất ít nhất một tầm nửa tiếng nếu mà nhanh. Dạ. Sức khỏe mình tốt mình đi vẫn nửa tiếng. Không biết bảo tháp này có từ hồi xưa chưa hay là sao? Dạ không, bảo tháp này mãi sau này xây. Sau này mới xây. Vâng, nó chính là cái nhà ga đấy chú. Chính là nhà ga cáp treo. Nhờ xây hình dạng bảo tháp. Vâng. Trước kia cũng đâu có chùa ở trên này đúng không? Dạ trước đấy là có. Trước đấy là có, đã có chùa ở trên này, nó là một cái am nhỏ thôi. Am nhỏ cũng bằng đồng. Nhưng sau này thì Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và các tăng ni Phật tử cúng dường và làm nên một cái bức một cái ngôi chùa bằng đồng nặng 70 tấn. Dạ. Trên đỉnh là đỉnh Ngọa Vân Sơn hay còn gọi là đỉnh Phú Vân. Đây là cái địa điểm không phải gọi là du lịch không, mà nó là cái địa điểm hành hương của các Phật tử. Dạ. Hành hương. Mình nhìn thấy gió thổi rất là mạnh, thổi vù vù, nghe nó gió rít. Đã nghiêm túc quá à. Không phải nghiêm túc đâu, khi tác nghiệp á. Vâng. Tập trung làm. Dạ vâng, tập trung. Khi mà chú làm MC, dạ. Có đôi khi nhiều người kêu. Vâng. Mình chào rồi mình đi luôn, người ta giận. Dạ. Người ta đi gặp người quen không nhìn, dạ. Không phải lúc đó là do cái thói quen chào chứ chưa biết ai hết. Vâng. Tới rồi. Con thì ở Viettravel thì con cũng làm MC cho công ty. Nhưng mà con vẫn chưa học được nhiều cái duyên dáng, tức là được một phần như của các chú. Không có đâu, không có. Và cái đó nghề dạy nghề. Dạ nghề vâng. Dạy nghề. Dạ vâng. Một ngày nào đó hơn chú mới là có phước. Dạ. Con cố gắng á. Con có cái gì hỏi? Vâng. Hỏi chú có cái gì chú chỉ? Dạ vâng ạ. Dạ vậy thôi. Không có chỉ à. Chú dạ. Đâu có trường lớp nào dạy đâu. Vâng. Thành ra chỉ truyền lại cái kinh nghiệm thôi. Dạ vâng. Nếu con đi bị nặng á, con đi chữ bát. Nè, chân bẹt là gì nè. Đi nó sẽ nhẹ hơn nhiều lắm. Thật á, nó coi nè. Thank you.
phải lấy hơi thở. Vâng. Nếu không đến lúc dồn dập á, bệnh ngắt quãng. Cái phổi nó không bay kịp. Hãy làm đúng. Đừng có gì mà mình show off ha. Biểu diễn cho người ta coi ha. 70 tuổi vẫn leo núi giỏi ha. Sai. Cái đó mình truyền lại cho mọi người. Cái năng lượng tiêu cực. Chứ không phải năng lượng tích cực. Năng lượng tích cực. Hãy cho thấy cái sự thật. Với cái 70 tuổi leo núi mệt, thở là chuyện thường. Phải thở như thế nào? Lấy năng lượng lại làm sao? Bây giờ thì chân nó bắt đầu mỏi rồi. Hơi thở ngắt quãng. Đi nữa không? No. Không vội. Cảm thấy khỏe, đi tiếp. Mình biết đi tiếp. Nhưng muốn đi tiếp phải chuẩn bị. Giống như đi ra mặt trận. Súng ống đạn dược phải đầy đủ. Không thể ham lao ra mặt trận. Cho thấy mình là người súng ống đầu tiên. Chạy ra, ở trên mặt súng đâu bắn, đạn đâu bắn. Phải không nào? Phải có năng lượng. Chuẩn bị. Vừa rồi nếu mà các bạn thấy Dược Thảo Đình chân chữ bát. Khi mà đi chữ bát đi ngang. Cái thế chịu ngang nó khác. Đi gì khác ạ. Đi gì gì mỏi hơn ạ. Đi gì nó chịu ngang. Và cái bậc thang đi chân ngang như thế này. Người cứ lắc lư theo. Như dancing, nhịp nhàng. Đi nó quyển chuyển, đỡ mệt hơn. Gồng cứ ngắt đi cái này. Ui cha nó mệt lắm luôn. Mình phải gồng. Nha, quyển chuyển. Quyển chuyển. Thở cứ thở. Nha, quyển chuyển. Đuối lắm rồi đấy. Hai chân mỏi. Nóng quá cởi áo luôn. Không biết còn bao cao nữa. Đừng bao giờ nghĩ nó bao cao. Đừng bao giờ nghĩ nó bao xa. Chỉ biết rằng trên đó có tượng Phật Quảng. Lên. Đường này phải không? Dạ vâng, đường này chú. Úi chà, nguy hiểm nha. Úi chà. Nè, nói nghe nè, tới Quảng Ninh rồi nghe. Hướng này phải không? Vâng. Yeah, chỗ này nghe. Tới rồi. Là như vậy mình leo lên bao cao? Đây là đỉnh Thiêng Yên Tử, nằm ở cao 1068m so với mực nước biển. Và trải qua một đoạn hành trình từ cái nhà ga cáp treo thứ hai, ta đã lên được đến chùa Đồng phía sau. Từ bên dưới, vượt qua những cái gì? Chúng ta sẽ lần lượt là đi qua những ngôi chùa. Như là chùa Hóa Yên, chùa Vân Tiêu, chùa Bảo Sái. Rồi đi qua tượng An Kỳ Sinh, tượng Đức Phật Hoàng Chiến Thiên Tông ở phía dưới. Và mình lên đến đỉnh chùa Đồng ở đây.
Lát nữa chúng ta quay xuống dưới thì chúng ta sẽ đi ngang qua khu vực tượng Đức Phật Hoàng. Dạ vâng. Ok. Tiếp tục nha. Lên đến đỉnh chưa phải là hết. Đi xuống nhưng lại là đi tới đích. Cho nên tới đích không có nghĩa là đi lên mới tới đích, mà có khi phải đi xuống nó mới tới đích. Dạ. Đi nữa. Đi nữa. Kể chút xíu ha. Bây giờ là đi xuống tới cái tượng đó. Vâng, lát mình là sẽ đi bộ. Vâng. Đi xuống với kinh. Dạ. 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 Đây con giới thiệu qua một chút về cái dạ. ngôi chùa này. Dạ. Dạ. Thì trước mặt chúng ta đây là ngôi chùa đồng. Dạ. Được các nghệ nhân ở huyện Ý Yên của tỉnh Nam Định đúc với 70 tấn đồng. Dạ, 70 cái tượng là 70 tấn? 70 tấn đồng. Tượng này? Vâng. Cái cả toàn bộ ngôi chùa này dạ. gọi là chùa đồng. Thì cái ngôi chùa này lấy nguyên mẫu từ ngôi chùa Dâu Keo. Dạ, nằm ở tại giáp danh cái vùng đất Cổ Bi, giáp danh với Thuận Thành Bắc Ninh. Nhà thì cái vùng đất quanh kinh thành Thăng Long xưa ấy, thì gồm ba ngôi làng cổ. Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa và thứ ba Cổ Pháp. Thì cái ngôi chùa đồng ở đây ấy, trên đỉnh Yên Tử này ấy, là theo cái kiến trúc chung đó là của cái ngôi chùa Dâu Keo ở tại Cổ Bi. Dạ, bằng nơi Phật giáo chúng ta bắt đầu phát triển. Dạ, thì toàn bộ cái khối kiến trúc này được đúc tại chỗ và ghép lại với nhau. Ví dụ những chiếc những cái cột ở đây ạ, những cái cột đồng này, cột trống này nặng khoảng 1 tấn đồng, đúc cái khiêng nổi. Dạ vâng, nặng khoảng 1 tấn đồng. Còn riêng những cái ngói thôi chú, những cái ngói ở phía trên này, thực chất nó là từ những cái miếng đồng người ta đúc lại, và mỗi một cái miếng đồng đúc tạo hình những cái ngói này là mỗi một cái viên ngói nặng khoảng 4 kg. Khiêng không nổi đâu. Dạ, khoảng 4 kg để ráp thành những cái mái như thế này. Dạ. Và ở phía trong thì trong chùa thì có 4 cái bức tượng. Bức tượng chính đó là Đức Phật Thích Ca. Ở phía bên dưới là ba vị tam tổ của thiền phái Trúc Lâm. Đứng đầu là Hương Sơn Đại Đầu Đà, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Vị nhị tổ thứ hai là Pháp Loa và tam tổ là Huyền Quang. Ok, mình đi xuống. Dạ vâng. Chắc mặc. Vâng, chú mặc áo ạ. Đứng ra đi cho bò. Ủa sao vậy? Quay cảnh bò. Đây nè. Ủa ai lớn tuổi vậy con? Ở đây ai lớn tuổi vậy con? Con gái 17 bé gái Sơn Châu mà. À, chú cũng mệt vậy. Nhưng mà bằng cái cố gắng mình đi tới, bằng cố gắng mình đi tới. Trong khi con có chồng con phụ quả, chú không có ai hết. Xin cảm ơn. Cái vui ở chỗ là dạ được. Cái vui ở chỗ là dưới đồng bào không chụp, lên núi chụp. Máy đâu? Máy đâu? À, chụp rồi gửi qua cho em. Dạ. Dạ. Đó. Các bạn thấy cách đi xuống nè. Rõ ràng đó, Tú trẻ khỏe. Đi xuống Tú phải là người đi trước. Cái người lớn tuổi yếu đi sau để chi? Lỡ té thì ở dưới đỡ được. Nếu cái người khỏe mà đi đằng sau, người trước lớn té chụp không kịp. Lúc nãy đi lên, Tú lại là người đi sau. Chú Thảo đi trước. Bây giờ đi xuống đó, cái sức hút của quả đất cộng với trọng lượng của mình nó mạnh hơn.
khi mình bước xuống như thế này là cái sức xuống mạnh. Nếu mà mình đi nhanh nó lâu nhanh thì lúc đó đến một lúc mình cưỡng lại không được, mình phải chạy xuống, mà chạy không kịp mình té. Cho nên đi xuống phải hết sức cẩn thận. Đi lên đi không nổi không sao, đi xuống nó nhanh quá kềm không được mình sẽ té theo. Cẩn thận khi leo núi. Thấy không, Tú đi trước là cái tay chuẩn bị lỡ có té là chặn lên, thử là té nè, nó chặn lại liền, xong chặn. Đây, phía bên trái, nhìn phía bên trái, đưa tay, tỉnh lên, nhìn bên kia. Đó, mình hướng dẫn mà. Con nhiều khi con không phân biệt được bên trái bên phải. Còn mình hỏi du khách. Vâng. À, quý khách ơi, ở phía bên này là bên trái hay bên phải? Vâng. Ở kia là bên trái, ở bên trái. Vâng. Ok. Yeah. Ô, mình mãi mê nói chuyện, mình tới rồi mình không biết. Dạ. Với lại đi xuống nó đỡ hơn. Vâng, nó nhanh hơn. Nhẹ nhàng hơn. Vâng, nhẹ nhàng hơn. Ở đây là bên cạnh của một cái tượng. Dạ. Một vị sư. À, đương nhiên vị sư thì không có tóc. Dạ. Bằng đồng không? Bằng đồng đó. Đồng thật. Dạ vâng. Hay là giác đồng? Đây là bằng đồng. Đồng thật. Vâng. Luôn. Nặng lắm, làm sao kêu nổi. 90 tấn đồng. Đây lên là... đây đúc không? Dạ vâng, đúc tại chỗ. Đúc tại chỗ. Vâng, là do những nghệ nhân của là đúc đồng Ý Yên của tỉnh Nam Định. Vâng, đúc lên bức tượng này. Dạ vâng. Chỗ này là hình thường. Đây là bức tượng của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Bây giờ mình xuống bên dưới, xa bên dưới được không? Dạ để vâng. Nhìn toàn diện luôn. Đủ loại. Đá nhiều. Bị bể đó, người ta mới làm lại. Vâng ạ. À, chỗ nào bể, chỗ nào làm chỗ đó. Vâng. Tại vì ở đây là cái thời tiết nó hơi khắc nghiệt. À, nắng mùa hè thì nắng nóng, mùa đông thì lạnh. Cho nên là đá này nó cũng nó ảnh hưởng của thời tiết nặng hơn. Lên đây mới thấy sự hùng vĩ. Vâng. Đây đúng là cái gương mặt của một vị Phật. Gương mặt người Việt Nam. Dạ. À, gương mặt người Việt Nam. Phần lớn các gương mặt đó đều ảnh hưởng của cái người làm ra tượng. Dạ. Chẳng hạn như theo Ấn Độ, dạ. Tích Lan hay là Thái Lan hay là Miến Điện. Hoặc là Trung Hoa, Đài Loan chẳng hạn. Vâng. Và đây đúng là gương mặt Phật Việt Nam. Vâng. Mình không biết là hồi xưa có vẽ lại hay không. Vâng. Có đúng theo hình dạng của Ngài hay không. Nhưng mà cái nhân dạng nhìn ra. Vâng. Thương quá. Có gì nói về vâng. Tượng Phật này? Vâng. Bức tượng Phật này thì đặt ở cái vị trí này có tên là An Kỳ Sinh. An gì? An Kỳ Sinh. An Kỳ Sinh. Vâng. Hay còn là Yên Kỳ Sinh, tức là một cái người theo đạo lão của Trung Hoa. Thì khi mà ông tới cái chắc là mình xoay hướng này đỡ gió hơn. Dạ vâng. Dạ. Ông tới cái vùng đất này để ông tìm ra những cái loại cây thuốc để bào chế ra những cái loại linh đan ấy. Dạ vâng. Thì ông tới cái vùng đất này thì với cái vùng đất nó tức là nó có cái long mạch lớn, nhà linh thiêng, cho nên ông quyết định ông ở lại. Dạ vâng. Và ở dưới thì có một cái bức tượng, tức là thực ra nó là một cái khối đá. Dạ, giống như là một cái hình dáng của một cái người đang đứng á. Dạ, cho nên là người dân ở quanh khu vực Yên Tử này thì gọi đây là tượng của An Kỳ Sinh. Dạ, là cái người mà dạ, tìm ra những cái loại thuốc quý ở trên dãy núi Yên Tử này để bào chế ra những cái loại linh đan. Dạ, đây là cái vị trí này á. Cách đây khoảng 7-8 năm về trước, dạ, thì Giáo hội Phật giáo của tỉnh Quảng Ninh dạ, quyết định là sẽ xây dựng một cái bức tượng của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng bằng đồng dạ, tại cái vị trí này luôn. Dạ vâng. Vì ở phía trên ấy, là cái ngôi chùa đồng lúc nãy ấy, đó là gọi là Thiên Trúc Tự. Vâng. Tức là cái nơi mà gọi là đất Phật. Vâng. Cho nên là khi mà người ta lựa chọn cái vùng đất này là cũng có cái ý nghĩa là từ cái ngôi chùa đồng ở phía trên là gắn kết lại với câu chuyện Đức Phật Hoàng tu hành đắc đạo. Chứ không nhất thiết rằng phải đưa cái tượng Phật vâng. Lên cao nhất, không cần phải như vậy. Dạ vâng, dạ. Dạ. Vâng.
có con đường nào từ dưới đi lên mà đến ngay Đức Phật này liền hay là phải lên tới đỉnh trên Thiên Trúc vậy đó rồi mới đi xuống? Ở phía dưới là có đường đi thẳng lên trên này. Và thông thường trước đây khi mà chưa có tuyến cáp treo ấy, là các Phật tử hoặc là du khách khi mà từ dưới chân núi đi lên thì cũng sẽ đi qua khu vực tới này đây trước. Vâng, tới đi trước. Lên. Xong rồi đi lên. Bây giờ phần lớn là đi lên trên trước rồi mới đi xuống. Tại vì là mình đi cái tuyến cáp phía bên kia. Rồi tới đây mình mới đi xuống nữa. Dạ vâng, tới đây mình như đi vậy xuống thì nữa. Coi như khi đến với đây gọi là Đức Phật Hoàng. Dạ vâng. Thì lúc đó chúng ta coi như đã chinh phục được ngọn núi này. Và ít ra được thử lại cái sức khỏe của mình còn đủ hay không để có thể chinh phục ngọn núi, hay nói đúng ra là chinh phục cái bản năng của mình, coi còn sức, còn đủ bản lãnh để lên núi, để chiêm bái cái tượng của Đức Phật Hoàng hay không. Ngày hôm nay đến với Quảng Ninh, nó có nhiều cái cảm xúc ở trong lòng mà chỉ có người nào đến cái ngọn núi này, đến ngôi chùa này, đến với Đức Tượng Phật này thì mình mới cảm nhận được. Người khác nói ra không đầy đủ. Người khác nói ra chỉ cảm nhận của người khác chứ không phải là cảm nhận của chính mình. Và Thảo mong rằng các bạn trong cuộc đời, nếu có cơ hội đi du lịch đâu thì đi. Hãy dành cho mình một khoảng thời gian nào đó đến với Quảng Ninh. Đến với tượng của Đức Phật Hoàng, Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông. Đúng dạ, không ạ? Dạ. Rồi sẽ có những cái trải nghiệm giống như Việt Thảo ngày hôm nay. Mong rằng sau khi đi xuống núi rồi, có lẽ mình đi ăn. Yeah. Hay đi đến một khách sạn nghỉ ngơi. Và mình đâu đi đâu nữa, các bạn sẽ cùng theo dõi với Việt Thảo trên kênh YouTube của Việt Thảo và trên hệ thống MCV Network toàn cầu. Thank you and I love you. Nè, nói nghe nè. Oh yeah. Thảo ồ giá Vietnamese Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không, để mà mình biết là mình trị, còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa. Cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy, nên coi chừng củi lửa, đề phòng hỏa hoạn, chứ đừng đợi hỏa hoạn rồi mới chữa, lúc đó nhà nó cháy tan hoang rồi. Thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột. Mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình, còn hơn đợi dột rồi mới đi lột mái thì nó đã quá trễ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? Dạ muốn vậy thì quý vị có thể gọi cho con công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 để con có thể inspect cái mái nhà của mọi người. Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa. Đúng rồi. Yeah. Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha. Dịch Thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta.